Xin chào tất cả quý vị, tôi bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân, nguyên chủ nhiệm khoa 9 Viện Y học cổ truyền Quân đội. Có phải bạn đang bị mất ngủ lâu năm với các biểu hiện như là khó đi vào giấc ngủ, nằm trằn trọc 2 3 tiếng vẫn chưa ngủ được, tỉnh giấc giữa đêm, khó lập lại giấc ngủ, ngủ chập chờn, không sâu giấc vân vân. Sáng dậy thì mệt mỏi, ẻo oải thiếu tập trung, nhớ nhớ quên quên. Bạn đã dùng các loại thuốc đông tây nhưng mà chưa mấy hiệu quả. Vậy thì hôm nay các bạn nên để lại số điện thoại để nhận thêm một giải pháp nữa góp phần cải thiện giấc ngủ vừa tự nhiên này, vừa đúng với cái nhu nhịp sinh học này, vừa an toàn này và hiệu quả, đồng thời là được sử dụng ngay tại nhà thôi. Mất ngủ này, khó ngủ này, ngủ không sâu giấc là biểu hiện thường gặp ở người cao tuổi. Có rất là nhiều nguyên nhân gây ra mất ngủ ở người cao tuổi, như là tuổi tác này, nguyên nhân bệnh lý này, thói quen sinh hoạt hay là ảnh hưởng về tâm lý. Nhưng trong đó chế độ dinh dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài các cái nguyên nhân mất ngủ do bệnh lý ở người cao tuổi thì cách điều trị mất ngủ tốt nhất áp dụng biện pháp khắc phục không dùng thuốc. Trong đó chế độ dinh dưỡng phù hợp là một trong những biện pháp tốt nhất. Như chúng ta biết đấy, có một số thức ăn, thức uống có thể gây mất ngủ. Thì bên cạnh đó lại có rất nhiều những các cái loại có tác dụng cải thiện tình trạng rối loạn giấc ngủ rất tốt. Trong đó không thể không nói đến sữa non ngủ ngon. Không giống như các cái phương pháp cải thiện mất ngủ thông thường. Cải thiện giấc ngủ bằng sữa non mang đến một công dụng hoàn toàn khác. Đây là phương pháp cải thiện giấc ngủ an toàn này. Hiệu quả nhất hiện nay đặc biệt là dòng sữa non đến từ Hoa Kỳ. Sữa non đến từ Hoa Kỳ thì chất lượng thực sự là tốt và giàu dinh dưỡng, mang lại hiệu quả cao. Trong sữa non có chứa rất nhiều các cái tinh chất cải thiện giấc ngủ tốt và tốt cho hệ thần kinh. Sản phẩm sữa non Misua được sản xuất bởi công nghệ hiện đại. Vì vậy cho nên các cái hoạt chất dưới dạng rất là nhỏ, rất dễ dàng thẩm thấu qua ruột và tác dụng rất là nhanh trong thời gian sớm nhất bên cạnh đó người mất ngủ lâu năm thường dễ đi kèm với tình trạng suy nhược cơ thể này vì vậy cho nên đó, khi sử dụng sữa non nhập khẩu từ hoa kỳ chứa rất là nhiều các cái dinh dưỡng sẽ giải quyết được hai vấn đề quan trọng vừa cải thiện được giấc ngủ vừa phục hồi được sức khỏe bồi bổ cơ thể cho người dùng do vậy mà đây là giải pháp cải thiện rối loạn giấc ngủ hay mất ngủ mãn tính à, tốt nhất trong thời điểm hiện nay và có thể sử dụng lâu dài, an toàn này, hiệu quả này, không gây ra các cái tác dụng phụ như là gây nghiện này, rồi gây lệ thuộc như thuốc tây này, giảm tập trung này, giảm trí nhớ hoặc các bất kỳ tình trạng suy giảm hoạt động về thể chất nào khác. Quan ngại này tôi cho là có cơ sở bởi vì khi mà mất ngủ thì nhiều trường hợp người bệnh tìm ngay đến giải pháp thuốc tây. Cơ chế của thuốc gây ngủ là ức chế hoạt động của hệ thần kinh tạo cho chúng ta đi vào một giấc ngủ rất nhanh chóng nhưng mà nó là giấc ngủ cưỡng bức không sinh lý nên là khi mà tỉnh dậy thì người bệnh thường là mệt mỏi đau đầu vân vân nên người bệnh cần phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ nếu người bệnh tự ý sử dụng thậm chí là lạm dụng thuốc tây để cải thiện cái tình trạng mất ngủ của mình thì không lường trước được những các cái nguy cơ tác dụng không mong muốn của thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như là hoa mắt chóng mặt nhức đầu, mệt mỏi suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan như là gan, cả thận phụ thuộc vào thuốc và có thể gây ra tình trạng nghiện thuốc. Thực tế là chúng ta thấy khi dùng thuốc tây là phải tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ hay một số các cái phương pháp cải thiện giấc ngủ khác ví dụ như là luyện tập thể dục thể thao này yoga này châm cứu này uh, liệu pháp về tâm lý vân vân nó mang lại các cái tác dụng rất là tốt an toàn nhưng cần phải thực hiện một cách kiên trì liên tục đồng thời ấy, phải phối hợp rất nhiều các cái giải pháp khác và quan trọng hơn là các cái giải pháp đó phải tác động vào nguyên nhân gốc rễ gây tình trạng mất ngủ thì mới có thể mang lại cái hiệu quả lâu dài và bền vững được. À, sản phẩm sữa non ngủ ngon Misua à, chứa được những các cái thành phần mang lại những các cái hiệu quả như vậy. Đầu tiên ấy là tôi xin nói đến thành phần là cây nước lang Với cái hoạt chất axit valerenic có cái cơ chế hoạt động là gắn vào thụ thể GABA giúp ngăn ngừa đường truyền căng thẳng bất an đến các cái vùng thần kinh trung ương hỗ trợ phục hồi quá trình ức chế cho bộ não giúp giảm những các cái kích thích tạo cảm giác dễ ngủ hơn các cái nghiên cứu khoa học cho thấy rằng là cây nữ lang hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ lâu dài là rất an toàn và không có cái tác dụng phụ thứ hai ấy là cao lạc tiên với hoạt chất như là saponin, flavonoid, ancanoid có cái khả năng tác động lên cái hệ thần kinh trung ương, hỗ trợ làm giảm tình trạng hồi hộp này, tâm lý bất an này, giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc và cải thiện rối loạn giấc ngủ thường gặp. Thứ ba là sự phối hợp giữa axit panerinic và flavonoid trong à, sữa mía xua còn giúp cho bộ não của chúng ta kích thích lại cái cơ chế sản sinh cái môn melanin một cách tự nhiên, giúp tái tạo giấc ngủ sinh lý từ đó người dùng lấy được cái giấc ngủ tự nhiên mà không hề phụ thuộc vào sữa. Thứ ba là thành phần vô cùng quan trọng chính là melatonin là một môn được sản xuất bởi à, tuyến tùng ở trong não có tác dụng điều hòa nhịp sinh học của giấc ngủ tạo cho chúng ta cái cảm giác buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc hỗ trợ chữa bệnh mất ngủ. Ngoài ra, sữa misua còn có ứng dụng cái công nghệ tiên tiến đấy là phytosome à, để chiết xuất các cái hoạt chất à, thiên nhiên giúp cho cái khả năng hấp thu một cách tốt nhất à, vào trong cơ thể của chúng ta tới 85%. Vì thế mà mang lại cái tác dụng vừa nhanh chóng này, an toàn này, lâu dài này, giúp bạn tái tạo giấc ngủ tự nhiên vốn có. Có thể nói câu hỏi này rất hay Bởi vì người trung cao tuổi Vừa dễ bị mất ngủ Lại vừa mắc rất là nhiều các cái bệnh lý khác nhau Ví dụ như đái tháo đường này Tăng huyết áp vân vân Sữa non mất ngủ misua sử dụng được cho những người Bị tiểu đường Bị tim mạch Bị thừa cân béo phì bởi vì sản phẩm tạo ngọt bằng đường ăn kiêng isoman, đây là một đường không sinh ra năng lượng, có chỉ số đường huyết thấp độ ngọt chỉ bằng 1 phần 2 so với các cái loại đường thông thường thôi. Bên cạnh đó, nó lại có cái cấu trúc phân tử dài, không được hấp thu ngay ở trong dạ dày, mà được hấp thu rất là chậm khi mà thức ăn đã xuống dưới ruột non, nên không làm gia tăng đường huyết. Vì vậy cho nên đường isoman đã được các nhà nghiên cứu về bệnh tiểu đường trên thế giới khuyến cáo sử dụng cho những bệnh nhân là tiền đái tháo đường và đái tháo đường. Chính vì vậy cho nên uh, MISUA hoàn toàn an toàn đối với những các cái bệnh nhân đái tháo đường, thừa cân béo phì và tim mạch. Với tất cả những ưu điểm vượt trội của sữa non ngủ ngon MISUA là một trong những giải pháp rất là an toàn mang lại cái giấc ngủ sinh lý đến với người bệnh mà không hề gây nhờn thuốc hay là à, lệ thuộc vào thuốc nhờ vào các cái thành phần sau đây. Thứ nhất đây là thành phần kích thích sản sinh ra hóc môn melatonin một cách tự nhiên giải quyết nguyên nhân gây ra mất ngủ mãn tính như là axit valerinic rồi thì flavonoid của cao lạc tiên thứ hai là thành phần giảm căng thẳng ở chết với các cái hạt chất như là axit valerinic chiết xuất từ cây nữ lang có tác dụng vào các cái chất dẫn truyền thần kinh như là gaba thành phần giúp dễ ngủ này ngủ ngon này ngủ sâu giấc này và liều lượng của giấc ngủ như là saponin và navonoid và alkanoid trong cái, cái cao lạc tiên cũng như là cây lữ la. Thành phần tăng cường sức khỏe tổng thể, sức khỏe về thần kinh vì là thành phần của sản phẩm sữa rất là giàu các cái chất dinh dưỡng. Với các cái thành phần hoàn toàn tự tự nhiên như vậy, cho nên á, giải pháp này rất là an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ lại được sử dụng bởi công nghệ hiện đại công nghệ phytosome hoạt tốc cho nên nó giúp chiết xuất các cái chất dinh dưỡng dưới dạng à, tinh chất siêu nhỏ tăng cái khả năng hấp thụ à, của người sử dụng lên tới à, 99 lần từ đó giúp cho cơ thể người bệnh đặc biệt là những người cao tuổi rất là dễ hấp thu và mang lại hiệu quả một cách rõ rệt giúp cho người bệnh mang lại giấc ngủ sâu này người bệnh à, kiên trì sử dụng theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất thì dần dần có thể là giảm được liều thuốc tây rồi dần dần đến là bỏ hạt liều thuốc tây và như vậy thì sẽ hạn chế những tác dụng không mong muốn mang lại chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn đồng thời giấc ngủ mà tốt ý, thì sản phẩm lại còn góp phần điều hòa huyết áp này điều hòa đường huyết này tăng cường sức đề kháng để cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh nhất là những người cao tuổi sản phẩm đã nhận được cái phản hồi rất là tốt đối với người bệnh chỉ sau 10 ngày sử dụng thôi thì giấc ngủ sinh lý tự nhiên bắt đầu được tái tạo. Bạn sẽ đi vào giấc ngủ một cách rất nhanh, duy trì giấc ngủ sâu và tăng thời gian của giấc ngủ. Sau một tháng sử dụng Misua sẽ giúp cho hệ thần kinh của bạn êm dịu hơn, giảm căng thẳng, giảm lo lắng và giấc ngủ tự nhiên được tái tạo. Đi vào giấc ngủ nhanh, ngủ sâu mà không còn cái tình trạng ngủ chập chờn, thức giấc giữa đêm và cảm thấy là thoải mái này, rồi thì tinh thần khỏe mạnh này và không mệt mỏi nữa. Không những thế, sữa Misua có hàm lượng sữa non được nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Sữa non chứa ít lactose và chất béo nhưng mà lại rất giàu chất đạm nó gấp tới 10 lần À, chất đạm trong cái sữa trưởng thành nhiều vitamin hòa tan trong chất béo ví dụ như là vitamin A, vitamin E, vitamin K cùng với các cái khoáng chất như là sắt này, kẽm này và nhiều lợi khuẩn giúp tăng cường hệ miễn dịch cũng như là bảo vệ đường tiêu hóa có phần bảo vệ cơ thể khỏi các cái tác nhân gây bệnh rất tốt cho những người mà suy nhược cơ thể, tinh thần bất an hay là mệt nhọc đặc biệt sữa non đến từ Hoa Kỳ đảm bảo chính hạch và chất lượng đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế được cơ quan của chủ quản của Bộ Y tế kiểm định và cho phép lưu hành trên thị trường người ừ. dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bạn có thể sử dụng sữa Misua như là một bữa ăn dinh dưỡng có thể thay thế bữa ăn hàng ngày vừa bổ sung các vitamin các khoáng chất giúp cho cơ thể phục hồi sức khỏe từ sâu bên trong một cách an toàn toàn diện và cải thiện tốt tình trạng đau đầu mệt nhọc giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp cơ thể nghỉ ngơi phục hồi tái tạo năng lượng cho các hoạt động của các cơ quan cơ thể trong những ngày sau đặc biệt là bộ não giấc ngủ đủ đầy giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hy vọng sản phẩm sẽ là một tham khảo tốt lựa chọn và đồng hành với các đối tượng mất ngủ mãn tính, giúp lấy lại giấc ngủ ngon trọn vẹn và cuộc sống yên vui khỏe mạnh. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.